Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm để kịp thời giúp đỡ hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên tạo lập cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Đây chính là những việc làm cụ thể được đông đảo hội viên phụ nữ ở các tổ chức cơ sở hội tại tỉnh Điện Biên tích cực hưởng ứng tham gia. Gia đình chị Vàng Thị Tuyết thuộc diện hộ nghèo ở bản Tân Lập, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. Thông qua mô hình ống tiền tiết kiệm của chi hội phụ nữ bản, chị Tuyết đã được vay vốn để mua lợn sinh sản về chăn nuôi. Những kinh nghiệm do các hội viên trong chi hội hướng dẫn, chị Tuyết đã chọn lọc để áp dụng vào thực tế. Sau nhiều nỗ lực, mô hình nuôi lợn sinh sản của gia đình chị Tuyết sinh trưởng phát triển ổn định. Mình cũng là trong phụ nữ nghèo thì là được vay một suất để nuôi lợn nái, thì lúc đầu thì mình cũng nuôi 2 con. Sau thì gây thêm 2 con nữa thì bây giờ là nuôi 4 con. Và trong chị em cũng luôn giúp đỡ nhau trong khó khăn. Ví dụ như những nhà nào mà hoàn cảnh khó khăn, chị em có những người ốm đau hoặc là ví dụ như ốm yếu không làm được ấy, thì là hay giúp đỡ nhau đi làm đồng. Ví dụ mùa lúa này thì đi gặt giúp nhau, hoặc là mùa gieo trồng thì cũng đi cấy cùng nhau. Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững là phong trào thi đua sôi nổi được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2013. Mục tiêu của phong trào nhằm giúp chị em thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt thường nhật, như biết tiết kiệm thời gian, điện, nước và tiết kiệm tiền để có thêm nhiều nguồn lực, kịp thời hỗ trợ những hội viên phụ nữ nghèo nhằm từng bước vươn lên tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh nguồn vốn vay từ các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, nguồn quỹ từ mô hình ống tiền tiết kiệm và hũ gạo tình thương còn giúp đông đảo hội viên phụ nữ ở tỉnh Điện Biên phát huy tinh thần tương thân tương ái trong xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi cũng đã thành lập được 2 mô hình. Thứ nhất là mô hình hũ gạo tiết kiệm, và mô hình thứ hai là thành lập cái mô hình nhóm cùng phật tử giữ tự quản. Chúng tôi sinh hoạt theo quỹ nhằm cái mục đích là trong cái lúc mà mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì chị em có cái chỗ để mà vay mượn, để mà làm phát triển kinh tế, để làm sao cho cái chị em nó vươn lên thoát nghèo và ổn định cái cuộc sống hơn ạ. Quỹ hũ gạo tình thương này chúng tôi bắt đầu hoạt động là từ năm 2013 đến giờ và đang hoạt động rất là tốt, và đã cho hội viên vay theo nhiệm kỳ 6 tháng một lần với mức số lần đóng là 30.000 đồng trên một hội viên. Đối tượng chúng tôi ưu tiên đầu tiên là tại chi hội là bình xét công khai cho hội viên khó khăn vay trước. Những hội viên khó khăn là hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của bản. Thực hành tiết kiệm theo gương Bác với mô hình ống tiền tiết kiệm đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mô hình này thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ toàn tỉnh hưởng ứng tham gia, đồng thời duy trì được tính bền vững do phù hợp với điều kiện kinh tế nên ai cũng có thể thực hiện. Theo đó, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập, trung bình mỗi ngày chị em sẽ tiết kiệm từ 1.000 đến 5.000 đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được sẽ được dồn để bỏ vào quỹ chung, thời điểm do từng chi hội ấn định hàng tháng. Số tiền quỹ từ mô hình ống tiền tiết kiệm sẽ được tổ tài chính tự quản do từng chi hội bầu ra quản lý và điều hành quỹ, đảm bảo công khai minh bạch. Công khai minh bạch với nhóm và làm sao để tất cả các chị em ai cũng đều được hưởng và được vay một mức như nhau ạ. Sau khi mà chị em có nhu cầu vay thì ở nhóm thì có quy định ra là mình sẽ xem xét ra từng chị em một có từng hoàn cảnh, thành ra xong mình sẽ ưu tiên ra hoàn cảnh nào cần ưu tiên thì sẽ cho chị em đó ạ. Cụ thể thì mình đã ưu tiên những đối tượng như thế nào? Ưu tiên cho khám chữa bệnh trước ạ. Thời quý thì vẫn tạo điều kiện cho tất cả các chị em khác được vay vốn. Tại các huyện vùng cao ở tỉnh Điện Biên, các huyện Điện Biên Đông và Mường Trà là 2 địa phương có phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác, hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Tại huyện Mường Trà, toàn huyện đang duy trì hoạt động hơn 40 mô hình tài chính tự quản, tổng số tiền hội viên phụ nữ huyện tiết kiệm được đạt trên 150 triệu đồng. Còn ở huyện Điện Biên Đông, phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng mô hình ống tiền tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, với gần 300 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm đạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Số tiền này không chỉ giúp các hội viên nghèo phát triển kinh tế mà sử dụng trong nhiều trường hợp đặc biệt khác. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì hội phụ nữ thị trấn chúng tôi cũng đã thành lập được 3 cái nhóm phụ nữ tài chính tự quản, hoạt động rất là hiệu quả. Hàng tháng thì sinh hoạt vào những ngày 20, 25 và 30 hàng tháng. Thì qua cái nhóm này thì đã giúp được rất nhiều chị em khó khăn, chi phí ăn học cho các cháu, rồi là vay để phát triển kinh tế hộ gia đình. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì có cái mô hình tiết kiệm của hội viên phụ nữ. Thì hiện nay trên địa bàn huyện thì có hơn 40 tổ nhóm tiết kiệm của phụ nữ và cũng đã tiết kiệm được trên 200 triệu đồng và cũng đã giúp đỡ cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để việc thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác trở thành việc làm tự thân và thường xuyên của hội viên, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã lồng ghép để tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng ống tiền tiết kiệm hay hũ gạo tình thương nhằm hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên. Nên việc làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm giờ đây đã trở thành phong trào sôi nổi của các tổ chức hội phụ nữ toàn tỉnh, nhất là các địa bàn có phần lớn hội viên phụ nữ làm nghề nông nghiệp. Từ nguồn quỹ này, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay không tính lãi để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi. Chúng tôi cũng tổ chức thực hiện xây dựng các cái mô hình thực hành tiết kiệm, học tập và làm theo Bác. Trong những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã cùng với các cơ sở hội vận động xây dựng được hơn 39 tổ tiết kiệm vay vốn làm theo Bác tại các chi hội trên địa bàn thị xã. Thì nhiều tấm gương phụ nữ đã vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm tấm gương để cho cán bộ hội viên trên địa bàn học tập và noi theo. Việc thực hiện học tập và làm theo Bác thì trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã triển khai tới các cơ sở hội trên địa bàn huyện và cũng được chị em đồng tình hưởng ứng, cụ thể như là phong trào gây quỹ tiết kiệm tại chi hội, rồi là phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm này, hũ gạo tiết kiệm thì cũng đã được một số cơ sở hội triển khai thực hiện cũng rất là hiệu quả, như là thị trấn Tuần Giáo thì là gây quỹ tiết kiệm tại chi hội. Phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã tạo cho các hội viên phụ nữ ở tỉnh Điện Biên có ý thức và thói quen tiết kiệm. Chị em còn biết tự lập kế hoạch chi tiêu trong gia đình một cách hợp lý để vừa đảm bảo đời sống trong gia đình, vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái để giúp đỡ và hỗ trợ được nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đây cũng là việc làm tập hợp đoàn kết hội viên rất hiệu quả. Phụ nữ tiết kiệm. Thì để đó là làm theo gương Bác tiết kiệm. Tiết kiệm thì để cho chúng tôi thực hiện trên địa bàn huyện. Bây giờ hiện tại đã đang thực hiện 52 nhóm tiết kiệm phụ nữ cộng đồng. Thì qua cái nhóm tiết kiệm đó thì giúp cho chị em là hạn chế chi tiêu. Thế rồi là chi tiêu tiết kiệm và xây dựng lên được một cái nhóm quỹ tiết kiệm để góp giúp chữa đỡ cho những cái hội viên nghèo khó khăn vay vốn để trang trải trong cuộc sống cũng như là để phát triển kinh tế. Trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì các cấp hội cũng đã cụ thể hóa bằng rất nhiều các cái hoạt động trọng tâm gắn vào các cái hoạt động của hội, như là xây dựng các cái mô hình về phát triển kinh tế, các cái mô hình về tiết kiệm để làm theo gương Bác. Chúng tôi gắn các hoạt động hội vào trong hoạt động tiết kiệm để tạo nên một cái hành động sâu rộng trong toàn bộ các hệ thống hội trên toàn huyện để triển khai xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế. Bởi vì đảm bảo được cái kinh tế thì chị em phụ nữ và hội viên và kể cả quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện mới ổn định cuộc sống và có những cái đóng góp sâu hơn, đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của huyện. Phong trào thi đua làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững trong các tổ chức hội phụ nữ tại tỉnh Điện Biên đã thực sự phát huy được hiệu quả. Minh chứng cụ thể đó là hiện nay các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hơn 200 tổ tài chính tự quản với hơn 5.000 thành viên tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm đạt trên 13,3 tỷ đồng. Trong năm 2022, nguồn quỹ đã giúp gần 600 gia đình hội viên phụ nữ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, cụ thể hóa được mục tiêu xây dựng gia đình hội viên no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với các cái phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ nghèo hàng năm trên địa bàn của toàn tỉnh và kết nối khai thác nguồn lực
tiềm năng thế mạnh của từng địa phương và phát triển nhân rộng các cái mô hình cổ phần tài chính tự quản, các cái loại hình tiết kiệm để tạo nguồn vay vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng các cái mô hình sinh kế, phối hợp và giới thiệu việc làm, học nghề cũng như là chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác được đông đảo hội viên phụ nữ ở tỉnh Điện Biên tích cực tham gia. Hoạt động này không chỉ giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, mà còn giúp chị em thêm tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức hội, qua đó khẳng định được vị trí vai trò của người phụ nữ trong mỗi gia đình và ngoài xã hội. Thưa quý vị, đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, mỗi hội viên cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng lại lựa chọn một đức tính cụ thể để học tập làm theo, đồng thời thể hiện thông qua những hành động, việc làm thiết thực nhất. Đối với cựu chiến binh Bạc Cầm Phiêu ở bản Nà Dên, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, ông học và làm theo Bác ở tinh thần dám nghĩ dám làm, hăng say lao động sản xuất để vươn lên làm giàu chính đáng, tạo lập cuộc sống đủ đầy cho bản thân, cho gia đình. Với diện tích hơn 10 hectare đất nông nghiệp sẵn có, ông mạnh dạn vay vốn trồng cà phê, trồng cây ăn quả và đào ao nuôi thả cá thịt. Cần cù chịu khó ham học hỏi, mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Phiêu đã hình thành và phát triển ổn định, hàng năm mang về cho gia đình ông thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng. Tôi cũng băn khoăn chăn trở, thì thấy ở bản thì ruộng ít, thiếu đất đai, thì chúng tôi mới rủ nhau lên khai hoang phục hóa, sau cũng lấy nước được về đến là khu vực khai hoang. Cứ từ đó thì chúng tôi vẫn phát triển thêm về trồng cây ăn quả này và trồng cà phê thêm nữa, thì xuất phát và đào ao này, nuôi thả cá này, rồi là chăn nuôi là những gia súc gia cầm thêm, thì từ đó gia đình chúng tôi cũng được ổn định và có đời sống ấm no hơn. Về cái nguồn thu của gia đình thì mỗi năm thì cũng là trên 300-400 triệu mỗi một năm. Việc học và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác trong mọi suy nghĩ cũng như hành động của hội viên cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng. Họ luôn coi đó là việc làm suốt đời và luôn cố gắng nỗ lực hết mình để làm thật tốt điều đó. Tiêu biểu có thể kể đến như phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội viên cựu chiến binh luôn là những người tiên phong góp công hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa bàn dân cư nơi mình sinh sống. Hội cựu chiến binh chúng tôi đi đầu các mọi hoạt động của xây dựng các tiêu chí, nhất là vấn đề hiến đất, góp công, góp tiền để xây dựng các tiêu chí đó. Thứ hai là chúng tôi là làm công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn, là vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, giúp nhau bằng ngày công xóa nhà rột nát cho anh em hội viên cựu chiến binh khó khăn. Linh hoạt và cụ thể trong việc học và làm theo Bác, các cấp hội cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng hội viên, góp phần lan tỏa sâu rộng sang các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác. Qua cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ hội viên cựu chiến binh có sự chuyển biến rõ nét về các cái lời nói, việc làm và những hành động, đặc biệt là những cái việc làm thiết thực nhất đối với cái nhiệm vụ chính trị của hội. Qua cái việc học tập này, hội viên cựu chiến binh các cấp, đặc biệt là các cấp hội đã chú trọng việc tham gia xây dựng bảo vệ đảng chính quyền. Phát huy truyền thống của người lính bộ đội Cụ Hồ, việc học và làm theo Bác trong các cấp hội cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, được thể hiện bằng hành động, việc làm rất cụ thể. Và đến đây, chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.